Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiền. Lần đầu tiên mình thử thách làm chân gà ngâm chanh xả, kết quả như thế nào? Mời cả nhà hãy cùng bắt tay làm với mình nhé. Rửa chân gà bằng giấm và muối và rượu. Thì quý vị và các bạn cho dừa là được. Sau mình cho vào, mình sẽ bóp nhiều lần, bóp rửa cho sạch và xả lại nhiều nước cho chân gà đừng bị hôi nha cả nhà. Và số nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn nha cả nhà, mình có để sẵn lên trên đó, cả nhà tham khảo nha. Mình cũng là lần đầu tiên làm nên cũng đang học hỏi, không biết kết quả như thế nào đây. Mình làm cái này là 1 kg chân gà nha cả nhà. Nói chung là bên đây thì nguyên liệu thì rất là hiếm nha cả nhà, nhất là xả. Pha này là pha luộc chân gà, cho 1 lít nước vào nồi. Cho 1 muỗng muối vào, 1 muỗng nghệ, xả, củ gừng và hành tím đập dập cho vào luôn. Nước sôi lên, để giò gà vào. Đậy nắp lại, rồi sôi ục lên. Mình dở ra hớt bọt xong rồi. Đậy nắp, để thêm 3 phút nữa, tắt lửa, đem rửa với nước lạnh. Đổ ra gỗ nha. Và mình chuẩn bị sẵn 1 thau nước đá. Và mình để vào thau nước đá nha, ngâm khoảng 30 phút. Vớt ra, rồi để ở ngoài cho gáo là khoảng 2 tiếng nha cả nhà. Phần nước gia vị ngâm, cho 1 lít nước vào nồi. Và cho đường vào, cho giấm vào, cho muối vào, cho bột nêm vào, cho nước mắm vào nha cả nhà. Nước ngâm chân gà sôi lên rồi mình hớt bột, xong rồi mình tắt lửa, đổ ra thau để cho thiệt là nguội nha. Chanh và xả mình thái ra miếng mỏng nha. Rừng mình cũng cắt ra mỏng rồi mình cắt sợ lại. Ớt xẻ ra làm 2 rồi bỏ hộp. Sắt lại làm 4. Tùy mọi người, nếu muốn sắt theo ý của mình cũng được. Xả thì mình sắc mịn thôi, mình không bao. Mình đã có mâm nguyên liệu trộn chân gà nha cả nhà. Nãy mình ngâm chân gà, bây giờ mình đem đi rửa nha cả nhà. Rửa rồi để lại 2 tiếng cho thiệt là gáo nha. Chân gà của mình đã để bên ngoài được 2 tiếng đã ráo, nên mình đem đi trộn nguyên liệu và gia vị vào nhé. Và mình để chanh vô trộn sau nhé. Bây giờ mình đã trộn đều, mình sẽ để vào keo nha cả nhà. Mình để vào keo này rồi mình mới để đi nước gia vị vào. Mình đậy nắp lại và đem keo giò gà này để vào tủ lạnh nha, 4 tiếng sau mình đem ra. Đây, mình đã làm hoàn thành món giò gà ngâm chanh xả. Quý vị thấy có hấp dẫn không? Lần đầu tiên mình làm món giò gà ngâm chanh xả đã thành công nha cả nhà. Món chân gà ngâm chanh xả mình cho là 3 sao nha cả nhà.
bởi vì ăn không được bao nhiêu mà bỏ thì nhiều. Cái giò con gà xương nhiều quá cho nên ăn không được gì hết. Mình thấy làm món này bằng chân gà rút xương là tuyệt nhất. Lần sau mình có làm mình sẽ làm chân gà rút xương. Lần đầu tiên mình ăn có cảm giác mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Món này là giá hẹ ngâm chua ngọt. Món giá hẹ ngâm chua ngọt này để ăn với thịt kho tiêu, thịt kho tàu, kho cá đều là rất ngon phải không cả nhà? Rửa giá xong mình lấy cái đầu quay quay cho ráo nước, nếu không thì giá nó sẽ ra nước nhiều quá không ngon. Mình làm cho nhanh nên mình quay cho nó ráo nước, nếu mà đợi phơi cho ráo nước thì lâu quá. Bắt nồi nước lên bếp, nó sôi lên mình để đường vào. Và nó sôi xong tan đường mình để giấm vào. Để mấy cái hộp mùi quế với lá này cho nó thơm á cả nhà. Cái này để làm dưa chua, cái lá này. Cho giá và hẹ và các nguyên liệu khác vào thau. Và mình sẽ trộn đều nha cả nhà. Nhà mình ít hẹ quá, còn bao nhiêu mình để bao nhiêu. Mình đã trộn xong, bây giờ mình chuẩn bị cho vào keo nha cả nhà. Nước nguyên liệu để cho nguội, thiệt là nguội luôn. Mình để vào, nếu mà tốt nhất để vào tủ lạnh thì đem ra đổ vô cũng được nha cả nhà. Và đậy nắp lại. Và cái này mình chỉ để cần 30 phút là mình có thể ăn liền nha. Nước hơi ít nhưng mà vì để một chút nữa là nó xèo xuống là sẽ vừa nước đó nha cả nhà. Bây giờ nó xèo xuống còn nhiều nè cả nhà. Video của Tiền đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm chia sẻ và đăng ký kênh. Bấm chuông, like. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.